Xin chào ông anh nhé, hôm nay em nhận được cái bưu phẩm của anh gửi ra này, cái M9 Plus. Đó, anh nhìn xem này, nó đóng gói chả chắc chắn gì cả, đến tay em nó nát bét như này. Thì đây em quay trước video cho anh xem là sản phẩm sẽ vẫn hoạt động bình thường thôi. Đây, anh nhìn kỹ chưa, đúng M9 Plus nha. Đây, ok, đúng cái kiểu, đúng đóng gói của anh chưa. Rồi ok, em sẽ quay với video hoạt động ở trên kia nhé. Anh nhớ, chắc anh nhớ cái số ID của nó rồi. Thì bây giờ em sẽ quay xem nó có hoạt động không nhé. Ok này, kết nối này, lấy cái cục sạc rồi vào này. Anh nhìn không, 40100 đúng của anh nha. Đây em quay sát lại nha, đúng chưa ạ? Ok chưa nha, đúng 40100 nha. Nào bây giờ em sẽ thử xem có kết nối được không nhé. Đây là cái máy của em, máy này em hay dùng để test này. Thì bây giờ em sẽ xem cái 40100 đi nha. Đây anh nhìn thấy chưa, Modoning 401000, pad là 1-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này, kết nối này. Ok, nó đã nhảy ra rồi, đang kết nối nhé. À, địa chỉ IP nhé, 192.168.49.1, ok chưa. Thì trên này nhé, trên này em cũng này, mở trình duyệt web lên thôi. Chôm này, 192.168.49.1. Ok. Đó, scan wifi này, scan này. Đó, ấn scan này. Đấy, ra mạng này này, mạng của em này, LV 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5 connect này. Đó, trên màn hình nhỉ. Ok, màn hình cũng đã hiện đã kết nối rồi, được chưa nhỉ. Đó, anh nhìn nhá, màn hình hiện này, ok chưa, đúng cái máy của anh nhỉ. Đó, địa chỉ IP đã thay đổi là đã kết nối xong rồi nhá. Rồi ok, tiếp tục nhá. Đấy, bây giờ em thoát ở đây ra này, bây giờ em vào lại wifi nhà em này. Em đấy, vào lại wifi nhà em là Long Mobi đấy, anh nhìn xem nhé. Nhìn này, đấy, ok chưa. Bây giờ em thử trình chiếu nhá. Ấn Smart View của em đây này. Máy em có Smart View sẵn rồi nên là không phải cài đặt gì. Còn các máy khác thì phải cài cái EZ Mira. Như nào anh ơi? Ok chưa ạ? Đúng như em nói không? Sản phẩm có bị làm sao không anh ơi? Anh nhìn từng bước em làm chưa ạ? Đó, thì em sẽ gửi trả lại cho anh cái sản phẩm này nhé. Và anh thông cảm giùm em là bọn em đã hướng dẫn hết cách rồi. Đây, quay video trực tiếp cho anh rồi. Ok chưa ạ? Vâng, thì em xin kết thúc video này đây thôi nhé. Thì anh thông cảm cho em sẽ gửi lại cho anh cái video này. Em sẽ gửi lại trả lại cho anh cái sản phẩm này. Ok, em cảm ơn anh. Chào anh nhé, em sẽ gửi trả lại cho anh nhìn kỹ nhé. Ok, em chào anh.